một phần ba thời gian sống của chúng ta là dành cho giấc ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Ngủ đúng và ngủ đủ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, làm việc minh mẫn, hiệu quả, mà còn phòng ngừa được nhiều nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường, xơ vữa động mạch. Ngược lại, thiếu ngủ là nguyên nhân dẫn tới thừa cân, béo phì, cơ thể mệt mỏi, hiệu quả làm việc thấp. Đối với trẻ em, thiếu ngủ là nguyên nhân khiến trẻ chậm phát triển, khả năng tiếp thu kém. Những người thường xuyên lao động trí óc căng thẳng, thiếu ngủ kéo dài sẽ dẫn đến trầm cảm, rối loạn thần kinh, suy nhược hệ tuần hoàn não. Ngoài ra, thiếu ngủ còn có thể dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Do đó, ngủ đúng, ngủ đủ là rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ngủ đúng, ngủ đủ. Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ đã chỉ ra hơn 12% phụ nữ thiếu ngủ, trong khi con số này ở nam giới là gần 10%. Điều đáng nói là con số này đang có nguy cơ tăng cao. Và làm thế nào để không chỉ ngủ đúng, ngủ đủ là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm hiện nay. Trước thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình với VTC16. Thưa ông, ngủ như thế nào thì là đúng là đủ ạ? Chúng ta nên chia ra hai lúc ngủ. Một tức là ngủ ban đêm. Ngủ ban đêm thì có thể có những người ngủ từ 10 giờ tối hoặc là 11, 12 giờ đêm bắt đầu đi ngủ cho đến 6, 7 giờ sáng. Đấy là ngủ ban đêm. Thì đây là giấc ngủ bình thường của tất cả mọi người. Nhưng mà cái thứ hai tức là ngủ trưa. Sau 4 tiếng lao động buổi sáng thì đến khoảng 12 giờ, 1 giờ đó là cái giờ mà cần phải nghỉ ngơi để cho não nó được tiếp thêm năng lượng. Và nó được nghỉ thì nó sẽ đảm bảo cho cái buổi lao động của chiều. Vậy thì có những cái thói quen xấu nào mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ạ? Bây giờ các bạn cứ làm việc triền miên, nhất là một số người lại thức khuya quá. Thí dụ đến 2 giờ đêm mới đi ngủ. Thế ngủ sáng hôm sau thì cứ bảo tôi mệt quá, tôi nằm đến 8 giờ. Thế là đảo lộn cái nhịp điệu sinh học đi. Và đảo lộn cái nhịp điệu sinh học đi thì nó sẽ ảnh hưởng chung đến cơ thể. Thế một hôm thì được, hai hôm thì được. Nhưng mà nhiều hôm thì nó làm cho suy thoái. Và chúng tôi đã gặp rất nhiều học sinh, rất nhiều bạn thanh niên mới 25, 30 tuổi. Nhưng mà bây giờ là suy nhược thần kinh rồi. Tức là đau đầu, mất ngủ, trí nhớ giảm do cái không đảm bảo được cái giấc ngủ bình thường. Xin ông giúp cho khán giả một cái bí quyết nho nhỏ để có thể ngủ ngon hơn. Chúng mình phải gây ra một cái phản xạ là giờ nào chúng ta đi ngủ. Thí dụ tôi đi ngủ vào 10 giờ. Thế thì trước lúc 10 giờ phải có cái chuẩn bị là mắc màn trưa này, tắt tất cả những cái gì mà lôi thôi. Thí dụ cửa phải khóa này, nước phải đóng này. Rồi thì làm thế nào ta cảm thấy là an toàn khi nằm trên giường. Chứ khi đang nằm trên giường lại không biết là bếp đã khóa chưa, cửa đã khóa chưa, còn thắc mắc cái này, thắc mắc cái kia. Thế là làm cho ngủ nó kém. Thế cái thứ hai tức là cũng phải có cái chuẩn bị, tức là đừng có ăn no quá. Vừa mới ăn xong cái đi ngủ luôn, thế để bụng nó đầy anh ách như thế này cũng không. Đấy, ngược lại là không để đói quá. Để đói, để đau thì cũng không ngủ được. Các cụ nói câu là vị bất hòa, ngoại bất an, tức là cái bụng mà nó không yên thì không ngủ được. Cho nên phải làm thế nào cho cái bụng nó yên. Bụng yên thì ta hiểu theo cái nghĩa nôm na, tức là đừng để nó đói nó. Nhưng mà muốn nói thêm cả cái tinh thần nữa. Tức là đang bực tức, đang uất ức, đang có một cái gì nó không ấy, thế thì phải giải tỏa nó đi, rồi lúc vào thì nó mới thảnh thơi ngủ được. Vâng, xin cảm ơn ông. Mỗi ngày có 2 giấc ngủ, ngủ trưa từ 15 tới 30 phút, ngủ đêm khoảng 8 tiếng đồng hồ. Không thức quá khuya, tập thói quen đi ngủ vào một giờ nhất định. Trước khi đi ngủ, không ăn quá no, hoàn thành việc nhà, giữ tinh thần sảng khoái.